Và sau cùng là phần phóng sự cộng đồng về hội chợ Tết của Kentucky. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Kính thưa quý vị, tại thành phố Louisville thuộc tiểu bang Kentucky, vào ngày Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2013 vừa qua, cộng đồng người Việt tại đây đã tổ chức một chương trình lễ hội Tết cộng đồng mừng xuân Quý Tỵ 2013 với nhiều tiết mục phong phú, đậm nét cổ truyền dân tộc. Mong muốn của tất cả anh chị em trong ban tổ chức đó là đây là một cái dịp để cho cộng đồng người Việt Nam không bất kể là thành phần nào, bất kể là tôn giáo nào, có một cái dịp để mà ngồi lại với nhau, để mà nhớ lại một cái ngày Tết cổ truyền, một cái ngày lễ cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Và hy vọng rằng đây cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta giới thiệu một số những cái đặc nét văn hóa của người Việt Nam cho các cái cộng đồng bạn và cho giới chính quyền ở địa phương. Ngày Nguyên Đán là một cái ngày lễ Tết cổ truyền lớn nhất của dân tộc Việt Nam mình. Đây là một cái dịp mà để cho con cháu chúng ta vẫn còn nhớ lại được những cái đặc nét, đặc tính của cái nền văn hóa Việt Nam. Chương trình đã thu hút đông đảo người Việt đồng hương với sự hiện diện các viên chức chính quyền, các vị đại diện lãnh đạo tinh thần và các hội đoàn và đặc biệt thị trưởng hai thành phố Louisville và Jeffersonville. Well, first, Happy New Year. It's been a great year this past year with the Vietnamese community in Louisville. We had a fantastic ceremony at Metro Hall honoring all the South Vietnamese veterans and welcoming them to America. And of course, then they participated in all of our Veterans Day parades as well. So I've been a friend of the Vietnamese community for a long time with Young Nguyen here. We've been business partners together as well. And the Vietnamese community is very strong, as you know, here in Louisville, with probably 6,000 to 8,000 people, so they have a very good and strong influence on our local culture here. Fantastic. It was a multitude of all different types of music and dance, and the coming together of all the South Vietnamese and the local people around the town to see in the new year, the year of the snake, that brings us the first smile, the first handshake, the first hug, and the friends and the family back to the community. This community is blessed to have the South Vietnam represented here. And J-Town is pleased to have you all as our new memorial be in J-Town in just a year or two. Chương trình lễ hội mừng xuân Tết Nguyên Đán của cộng đồng người Việt Louisville là sự phối hợp giữa các tổ chức hội đoàn trong vùng. Khi nói đến cộng đồng người Việt Louisville, đặc điểm lớn của cộng đồng Louisville này, thứ nhất là chung sức với nhau làm việc để bảo tồn văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam tuy là xa quê hương đất nước. Điểm thứ hai là cộng đồng ngồi lại với nhau, gần nhau hơn, từ tôn giáo đến những hội đoàn của cộng đồng Việt Nam này. Tất cả đều có một cái tình làm việc chung sức với nhau, rất là thân tình. Và điểm thứ ba là thấy cái sự lớn mạnh của tuổi trẻ Việt Nam ở đây, nhất là thành phố Louisville, nơi mà các em sinh hoạt từ nhà thờ đến chùa. Đến cộng đồng mà thể hiện nhất là hôm nay là phần lớn là do các em sinh viên, các em trẻ ngồi lại với nhau để làm việc, để mà tổ chức một cái Tết cho cộng đồng Việt Nam. Bữa nay họ ở đây để giúp về cộng đồng Việt Nam với mấy làm decoration á. Mỗi năm VSA là cái group của họ ở trong á, thì mình vô, mình tới, mình làm decoration chỗ này. Mỗi năm thì làm bự lắm, cho nên năm này cũng phải làm. Và tới đây tại mỗi năm á, mình cộng đồng Việt Nam của mình á, thì mình có celebration Tết. Dạ, ngày Tết là ngày truyền thống cổ truyền của Việt Nam. Em rất là hạnh diện tại vì ngày đó là ngày nói lên cái tình yêu quê hương đất nước và tình bà con, tình xóm làng, tình xã hội và tình gia đình. Cho nên chỉ là một cái truyền thống mọi người đều về để chung vui và nói lên những cái tập tục mà mình đã đi qua, như là mặc áo dài, ăn bánh tét. Thì mỗi một năm là chúng ta lên nó tổ chức những cái ngày này để cho con cháu chúng ta nhớ vào những cái ngày Tết, để biết là cái ngày này là cái ngày Tết của Việt Nam. Tôi rất là có nhiều hy vọng cho cộng đoàn người Việt ở đây. Cộng đoàn người Việt chúng tôi rất là nhỏ, dưới đầu khoảng dưới 5.000 người, nhưng mà lối chúng tôi làm việc, chúng tôi
reach out với người Mỹ nhiều. Chúng tôi nhắm vào cái con em người Việt lớp sau. Tôi thấy là cộng đoàn đây có nhiều sức sống mạnh, biết làm cho người Việt mình nổi lên chung với cộng đoàn người Mỹ. Vàng ba sắc đỏ là một cái ý nghĩa cho cộng đồng Việt Nam tự do tại thành phố Louisville. Cộng đồng Việt Nam tại thành phố Louisville là tị nạn cộng sản. Chúng tôi là được nghị quyết cờ vàng năm 2012 là có sự hiện trợ trong 800 triệu kỷ đồng bào Việt Nam tới đây. Do là chúng tôi rất hân hoan được có như một cái nghị quyết cờ vàng tại thành phố Louisville. Đây là lần đầu tiên mà tôi và một cái ban vận động được thành lập trong một thời gian rất ngắn thì chúng tôi được cái nghị quyết cờ vàng này. Niềm hãnh diện của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa là cái ngày Tết Nguyên Đán này. Thì là chúng tôi có một phần tham dự ở trong cuộc lễ này, cũng như là bữa nay là tôi giữ trong tiết mục của là đám cưới nhà binh. Thì trong đó có một số anh em chiến sĩ cùng chúng tôi tham dự trong cái cuộc lễ này. Bên cạnh chương trình văn nghệ mừng xuân đặc sắc và đa dạng, lễ hội Tết cộng đồng người Việt Louisville đã mang lại khoảng thời gian ấm cúng, hương vị ngày Tết cho quý đồng hương và quý quan khách để cùng nhau hàn huyên tâm sự và thưởng thức những món ăn Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa theo dõi hình ảnh phóng sự lễ hội Tết do cộng đồng người Việt tại thành phố Louisville thuộc tiểu bang Kentucky tổ chức. Và ở đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn trưởng Trần Quốc và Nguyễn Xuân Tuệ đã giúp đỡ trong việc thực hiện bản tin này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Vạn Lý xin kính chào. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.